Xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ quay các bạn cái mẫu, một cái mẫu cây hoa rất là đẹp. Hoa các bạn chơi Tết cũng rất là đẹp. Các bạn có nhận ra cái gì không? Mà đây là cây trạng nguyên. Trạng nguyên. Cây được nằm trên bầu 25. Có hoa ở môn bán dọn vườn. Tất cả các bạn ai muốn về trồng chăm sóc nốt hoặc là lấy giống cũng bán luôn. Cái này lấy cái này to cao nhất này, 2 này, 4 này, 60 cm. Cây cao từ 5 đến 60 cm. Đã, thân to bằng ngón tay cái. Các bạn nào muốn biết thông tin chi tiết thì hãy gọi điện cho mình bên số điện thoại bên trên màn hình. Đấy, hoặc để lại thông tin ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn.